Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đây các bạn ơi, đậu xe này đứng lại em ơi. Đậu xe này đứng lại này, đứng lại này em ơi. Ok các bạn ơi, một mạng đầu tiên nó hết sức là easy đến từ vị trí của sĩ kẹo. Các bạn là mình sẽ lượm thêm đồ cái đã anh em ơi. Ok ok, đây lượm đồ đào hoa nhé mọi người. À, mình sẽ đổi qua cái khẩu súng format này anh em này. Đó, đây là có thêm một số những cái túi cứu thương nha anh em. Ok ok, cảm ơn hỏi là anh em nghe rõ chưa nhỉ? May là anh chỉnh giọng kịp câu là em thoát luôn hả? Dẫn chơi với anh em xíu thôi à, đã bảo là hôm nay chú Ngạn on stream mà các bạn. Để kẹo qua cửa phía này coi. Các bạn là chúng ta sẽ lượm thân đồ của đã nhá. Xíu nữa thì kẹo giả giọng chú Ngạn để đi tìm anh em ạ. Dạ đồng đội. Ok ok anh em đây. Mình xem nào. Đó. Những cái trang bị cần thiết này. Tuyệt vời. Hiện tại thì kẹo đã có được một cái khẩu súng pháp mát, cũng như là một khẩu súng MP5 rồi nha anh em. Hello các bạn ơi. Quan trọng là kiếm thêm mạng để lấy top 1 anh em. Ok ok. Khu này anh em nghĩ là sẽ còn ai không nhỉ? Hiện tại thì kẹo chưa thấy ai cả này. À đây đây. What the hell? Đậu xe này bạn ơi, đừng có chạy này. Làm quả headshot luôn vào mạng thứ hai dành cho sĩ kẹo. Ngon lành cành đào luôn đấy chứ anh em. Kẹo thấy là nó cũng khá là easy thôi các bạn ạ. Ui, mới có thêm vật phẩm mới nha em ạ. Hình như là anh em mà tích đủ được cái vật phẩm này, anh em sẽ đổ được khá là nhiều những cái món đồ ngon nhá. Đây, mình sẽ lượm thêm túi máu nha các bạn ơi. Đây, đã có được 2 túi máu rồi nha anh em. Đây xem nào. Đó, giọng nghe sợ VCS hả? Xíu nữa nha anh em ơi. Xíu nữa thì mình sẽ chơi team anh em ạ, để dọa mấy cái bạn đồng đội trong team đấy. Giả giọng chú Ngạn đi chôn đồng đội. À quên, đúng rồi em ơi. Tí nữa nha mọi người. Bây giờ thì kẹo chơi solo thôi nha. Ở phía này coi thì cũng chỉ là có thêm được đạn súng tiểu liên nhá, cũng ổn các bạn ơi. Ồ, nữa hả, nữa hả. Ok, thêm đạn súng tiểu liên này. Nếu mà bây giờ thì kẹo kiếm được một khẩu súng tiểu liên MP40 thì quá là ổn rồi các bạn ơi. Nào let's go thôi chứ ngại gì. Đây, mình sẽ chạy qua cái phía này nha anh em ơi. À đủ. Tầng 2 có người nhá. Tầng 2 có người các bạn ơi. Đậu xe này, đậu xe này. Mình câu tàn liệu choáng thôi anh em ạ. Này, ăn liệu no chứ bạn ơi. Thế đây kẹo lên trên phát anh em ơi. Ra này hả? What the hell? Cái what the hell bạn ơi. Cái what the hell bạn ơi. Ok, đây bản điểm số nha cháu ơi. Và để con nào anh em ơi. Hiện tại thì mình đang có đó là một khẩu súng format này. Với lại thì vẫn là khẩu súng MP5 quen thuộc nhé. 9 túi máu thì có lẽ là hơi nhiều rồi. Kẹo sẽ vứt bớt túi máu đi này. Và chúng ta sẽ có thêm đạn súng tiểu liên để chiến nhá. Ok, tất cả mọi thứ đều ok. Quan trọng là chúng ta sẽ lượm thêm vật phẩm nhé các bạn ơi. Đây anh em có thấy là sẽ có thêm cái vật phẩm mới đó là xương đinh cuồng nhá. Anh em lượm nhiều cái vật phẩm này, tí nữa anh em sẽ đổi được khá là nhiều đồ ngon nha. Ok ok đây. Qua tại phía này anh em ơi. Wow, chắc là mình sẽ chạy thử qua đây nhé anh em ơi. Ok ok các bạn, chúc các bạn xem live vui vẻ nha. Uầy, đậu xanh. Đây, qua thử phía này con nào. À ok, một cái khẩu súng P90 quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Quan trọng là bây giờ thì mình sẽ kiếm thêm mạng mà thôi nhá. Kiếm thêm mạng rồi là chúng ta sẽ lấy top 1 lần nhỉ các bạn ơi. Đây đây, qua phía này này. Thêm được túi máu khá là ổn này. Ok ok, bây giờ mình lên phía trên nha anh em.
Ủa ơi, ủa ơi. Đậu xanh, đậu xanh. Đứa nào ở dưới vậy? À đây. Có vẻ căng quá nhỉ nào. Đậu xanh này. Ok, hai đứa đang xấy nhau và kẹo chạy qua để solo luôn nhé. Kẹo phải ngại cơ à? Nào. Mình lại ngại bạn quá cơ nào. Mình đang còn đấy 200 máu nha anh em. Đây đây. Chạy qua xấy luôn. Ok, ngon lành. Mạng thứ tư dành cho xí kẹo anh em, thấy là ngọt không ạ? Khá là ngon và ngọt nhé. Ui. Cố ra này anh em ơi. Nó lại ngon lành quá như các bạn ơi. Mới chơi có xíu thì kẹo đã có ngay được gỗ ra rồi anh em ạ. Ui, ở đây có cả một cái ống ngắm 1x nữa nha các bạn ơi, đây đây. Lượm thêm ống ngắm 1x này. Với lại thì kẹo lại vừa có thêm một cái xương đầu lâu nữa nha, bom keo này. Ủa, đổ lộn anh em ơi. Bom keo hiện tại cũng đang có rất là nhiều nha các bạn ơi. Thêm một quả bom keo nữa. Ok. Mình sẽ lấy thêm một ít đạn xuống trước này. Lên xe nào anh em ơi. À đây. Phía ngoài này có ngay một hòm thính thì phải. À đâu. Nó chỉ là một cái chiếc xe Monster Truck mà thôi anh em ơi. Có lẽ là do vậy thì kẹo sẽ lên trên phía cái đồng một xíu nhá. Ok mọi người. Lên cái đồng luôn chứ ngại gì. Sao mà kẹo gắt không vậy. Ủa không có ai cả. Thế mà kẹo lại cứ tưởng là có người cơ. Thôi kệ nha mọi người ơi. Đây, kẹo qua phía này. Nào. Cho nhà các bạn ơi. Cho nhà ngay một đứa nhá. Ui bạn ơi đừng. Sao vậy bạn? Đây hả? Đây hả bạn ơi? Đứng lại. Ui bạn ơi. Đứng lại đi bạn ơi. Đứng lại đi bạn ơi. Nó cướp xe của mình này. Đậu xanh cướp xe của kẹo hả bạn ơi? Cướp xe của sĩ kẹo hả? Cướp xe của kẹo này. Anh em ơi, nó đang ngay sau phía cái máy cày nhá. Đậu xanh mày tưởng là cướp xe của kẹo mà ngon hả? Ok mọi người. Thế rồi thì kẹo chạy qua luôn chứ kẹo ngại gì đâu hả anh em ơi. Ủa đây hả? Ủa gì vậy? Gì vậy anh em ơi? Bạn ơi đừng, từ từ nhá bạn ơi, mình còn máu có đã. Bắn mông kẹo thì mình nhiều lắm bạn ơi. Cho bạn bắn thoải mái luôn nha. Ui dồi ôi, tha hồ mà sấy này. Nào, tha hồ mà sấy này. Nói đùa thôi, bây giờ là cho bạn ăn lựu nha. Cho bạn ăn lựu nhé này. Chạy đi bạn ơi, đúng rồi. Làm sao bạn ơi? Làm sao hả bạn ơi này. Ok, lên bảng điểm số. Và thế thì kẹo đã có cho mình được mạng thứ 5 rồi nha anh em. Ngon lành. À và nó lại có cả đạn súng ô ra cả. À đâu. Nó cũng có ô ra anh em ạ. Căng chưa các bạn ơi. Ok. Chỗ này chúng ta sẽ lại có thêm một cái quả bóng keo nữa, khá là ổn này. Let's go thôi mọi người. Bây giờ là còn lại 14 người chơi nữa nha. Ui. Xe này nổ rồi nha em ơi, mà công nhận là nhìn như mới nhỉ. Ui. Nhìn như mới nha em ơi, nhưng mà rất tiếc là đã bị nổ rồi này. Anh em thấy chưa? Nó sẽ không có nút vào xe nha các bạn ơi. Và anh em chắc là có bắn thoải mái luôn. Thì xe nó cũng không nổ được thêm một lần nữa anh em ạ. Ok mọi người. 14 người chưa đã hả? Đây. Kẹo sẽ ăn tạm cái cây nấm 2 củ này nhá. Ôi phía trên hả? Chỗ này là người hả anh em ơi? Nhìn giống người vậy. Có lẽ nào anh em ơi, ở phía trên sẽ có người nhá. Ok. Kẹo chạy lên luôn chứ kẹo ngại gì. Đây các bạn ơi, mình sẽ cố gắng kiếm top 1 nhé. Đâu rồi anh em? Trên này chỉ là một cái hòm thính đá lựa mà thôi này. Ngoài ra thì có cả một cái hòm sắt nữa anh em ạ. Đây nó là bản đồ kho báu nha. Với lại thì anh em thấy bụi cây chưa? Nó là một cái bụi cây ngụy trang mà thôi. Ui, thằng nào lái xe máy vậy? Lái xe máy hả em ơi? Ui, lái xe lụa quá nhỉ? Lái xe lụa quá nhỉ em ơi? Ok, khá là dễ. Khá là dễ thì mình đã có được mạng thứ 13 rồi nha anh em ơi. Cái điều quan trọng bây giờ là xem còn ai nữa không nhỉ? Tu dây à? Ok. Chặn ở cáp treo anh em ơi. Anh mà chặn ở cáp treo để chú sanh mộ nhá. Nó đu dây hình như là lên được phía trên rồi hả anh em? Cái bắt tở heo. Chắc là vậy rồi à? Ok.
ra tận cáp treo phía này để canh anh em ạ. Ui, chưa thấy người đâu cả, tầm này có khi là nó vẫn đang ở dưới nhá. Ok ok, vẫn đang còn người phía dưới anh em ơi. Wow, đây hả, đậu xanh này. Đây hả bạn ơi, úi dồi ôi, lên 7 điểm số nha bạn ơi. Mạng thứ 7 dành cho xí kẹo. Ok, 11 người chân nữa nha các bạn. Đây, kẹo chạy tạm qua phía này nhé nào, để xem nào. À, vẫn đang còn một đứa ở phía dưới nha các bạn ơi, nào. Chạy xe hả, ok đây. Chạy lên đây, anh sẽ tiếp chú luôn nhé, chạy ngại gì đâu. Ui, chuẩn bị nó lên trên anh em ơi. Ủa, hai xe à? À đủ. Thế mà kẹo lại cứ tưởng là có một xe thôi. Một con xe monster truck anh em ơi. Để con nào. À, điều quan trọng là kẹo sẽ vào bò trước cái đã nhá. Đấy, nó phải như vậy. Đậu xanh này. Xuống xe bạn ơi. Xuống xe bạn ơi. Ok, lên 3 điểm số này. Mạng thứ 8 rồi. Từ đây bây giờ bên này sẽ có thêm một thằng nữa nha anh em. Tầm này có khi mình sẽ lên phía trên trước anh em ạ. Đấy, lên phía trên trước thì mình sẽ có cơ hội sống sót cao hơn các bạn ơi. Ủa ơi, gì mà ghê vậy hả các bạn ơi. Đây, kẹo lên trên phía đồi trước nhé. Ok ok. Ủa ơi, còn lại tận 9 thằng nữa cả. Ghê vậy. Ok vậy, ai chơi hả các bạn ơi nào. Để coi xem là mình sẽ kêu được thêm bao nhiêu mạng nữa nha anh em. À, phía trên này. Ui, xế nhau căng quá nhỉ các bạn ơi. Nào nào, để mình xem nào các bạn ơi. Các bạn xế nhau căng quá nhỉ, là mình sợ đấy. Ui, đâu rồi? Đâu rồi vậy? Đây hả bạn ơi. Úi dồi, đây hả bạn ơi nào. Lên 7 điểm số nha bạn ơi. Ok này, kẹo lượm thêm mấy quả bóng keo cũng như là thêm lựu đạn nhé, và lấy chảo này. Đó mọi người ơi, thừa một cái báng súng 2 nha. Ok, không biết là đây thì còn ai không nhỉ, khi mà hiện tại chỉ còn lại 6 người trên nữa. Có lẽ là mình sẽ chạy lại phía trong nhá, chạy vào trong bo anh em ơi, và tiếp tục săn mạng nha. Uầy, à đủ, chưa thấy thêm một ai nữa cả anh em ơi. Uầy, thế là cho nó đâu cả rồi. À đủ, để kẹo coi. Uầy, à đi rồi, à đi rồi. Ui bạn ơi, ui bạn ơi, ngay phía trước có luôn một đứa nha các bạn ơi nào. Sau có cây anh em ạ. Nó ngay sau có cây nha anh em. Ôi bạn ơi nào. Thôi xong, pha này bạn xanh mộng với kẹo nhé. Ok rồi này anh em. Ui, phía trên tròi có ngay một đứa nha các bạn ơi. Đằng sau kẹo thì lại không thấy ai cả này. Ủa ơi bạn ơi đừng câu liệu thế, có ai đâu. Có ai đâu mà câu liệu thế hả bạn ơi. Thôi nha bạn, có khi là kẹo nên chạy vào trong bo trước nhá. Đậu xanh này. Đậu xanh này bạn ơi nào. Ok lên 3 điểm số nhá. Ủa ơi, làm gì mà căng. Sao, sao nào bạn ơi. Làm gì mà căng hả bạn ơi nào. Sao nào. Làm sao bạn. Có giọt qua đây bạn ơi nào. Có giọt qua đây mình xấy cho xanh mộ nhé bạn. Ủa ơi, làm gì mà căng bạn ơi. Đậu xanh này. Ui, bên hông cũng có người nữa các bạn ơi. Đây, dựng bom keo luôn chứ làm gì nhau hả mọi người. Từ từ, để cho máu nó tự cộng đi, đỡ tốn túi máu anh em ơi. Wow, thằng phía trên này. Nhảy xuống hả em ơi. Ui, nhảy xuống hả em ơi. Đậu xanh nhảy xuống này. À đủ, dựng bom keo có vẻ căng đến nhỉ anh em. Đây rồi mọi người ơi, kẹo dựng một cái lưng cho đồ lên nhé. Thằng này là ổn rồi. Ok ok, một đứa bom keo ngay phía trước mặt này. Hiện tại đang có 22 mắt xem rồi nha anh em.
Có lẽ là trận này hơi căng rồi nha anh em ơi. Ui, đậu xanh nữa hả? Ngay phía sau anh em ạ. À đủ, pha này hơi căng rồi nha. Đậu xanh này em ơi, mày chạy hả em? Ok, vừa hạ được một đứa các bạn ơi. Wow, còn lại 3 thằng nữa cả. Ghê vậy, ghê vậy, ai chơi hả anh em ơi? Một đứa ngay phía sau, một đứa lại ngay phía trước nhé. À đủ. Đây anh em ơi, kẹo chạy qua tạm phía đây nha. Ok ok, đây, dựng quả bóng keo đứng đây cho an toàn này. Đúng rồi anh em ạ, đứng đây thì bet an toàn rồi nhé các bạn ơi. Có thể là mình sẽ nên vòng lại coi, lượm được thêm túi máu anh em ạ. Wow, còn 2 thằng cơ hả? Ghê vậy. Một đứa thì kẹo thấy ngay trước mặt rồi, và có lẽ là được còn lại nó ở ngay trên tầng thôi anh em ơi. Phía dưới này không còn ai cả đâu. Ui, pha này gắt chưa hả anh em ơi? Từ từ nhá, mình sẽ chờ bo thu lại cái đã anh em ạ. Không kiểu pha này căng quá, căng quá thì sao chơi hả anh em? Ok ok nào. Ui dồi ôi, chờ bo thu lại nào. Không biết là bo sẽ thu tại đâu nhỉ anh em? Đây đây, mình chuẩn bị các kiểu sẵn rồi. Kìa kìa, nó đang đứng ngay trong nhà anh em ạ. Ui dồi ôi nào. Đúng rồi bạn ơi, ra ngoài đi bạn ơi, ra ngoài đi bạn ơi. Ủa ấy đã bị hại vì bo này. Quẩy thôi, trời ơi thiên nhiên này. Top 1 quá là easy nha anh em ơi. Quẩy nào. Ok ok, nó lại ngon lành quá nhỉ anh em ơi. Trời ơi này, đáp liệu các kiểu này, đáp bom chóa này anh em ơi. Ok, và trong cái vật đó này hiện tại thì mình đã có đó là đang có 12 kill top 1 nhà anh em, quá ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.